Tiếp theo ta sẽ đến với bước cài đặt thuật toán ASIO trong Java. Đầu tiên khởi tạo class con kiến và các phương thức. Ta khai báo các biến trail size là chi phí đường đi, trail là mạng chứa tất cả các vị trí, visited là kiểm tra giá trị true false tại vị trí y. Tiếp đến khởi tạo con kiến hàm visit city là để thêm thành phố vào trong mạng trail và set thành phố đó là đã đi qua. Hàm visited kiểm tra vị trí đã đi qua. Hàm trail length dùng để tính chi phí đường đi từ vị trí ban đầu. Clear là xóa tất cả các vị trí đã đi qua. Bước 2. Khởi tạo class ACO. Trong đó ta khai báo các biến C là số lượng đường mòn ban đầu khi bắt đầu mô phỏng, alpha kiểm tra tầm quan trọng của mồi, beta mức độ ưu tiên khoảng cách, evaporation phần trăm mùi bay hơi qua mỗi lần lặp, q tổng lượng mùi còn lại, An vector là hệ số kiến sử dụng. Tiếp đến là bước khởi tạo ma trận. Ở đây khởi tạo ma trận random. Hàm start and optimization thực hiện 5 lần lặp. Tiếp đến là hàm solve. Là đây là hàm xử lý chính sẽ gọi đến các hàm setup, clear, mode update. Tiếp đến là hai hàm setup kiến và di chuyển kiến. Bước này ta thực hiện các bước lặp với mỗi con kiến. Tiếp đến là hàm tính xác suất để chọn điểm tiếp theo. Lần lặp thứ nhất là qua tất cả các vị trí, nếu đã đi qua thì cập nhật mùi. Lặp thứ hai là lặp qua tất cả các thành phố và tính xác suất và kiểm tra nếu kiến đã đi qua thì cập nhật xác suất bằng không. Hàm select next city là bước chọn thành phố tiếp theo, kiểm tra nếu kiến đến thành phố kiến đã đến thành phố này hay không và tính xác suất tại tất cả các vị trí và chọn thành phố tiếp theo. Hàm update trail là bước cập nhật đường đi với mỗi con kiến và hiển thị phần trăm mùi. Còn lại là hàm update để update best là cho ta biết đường đi tốt nhất và clear trail là xóa bỏ đường đi.